Nào, bây giờ trong video này thì chúng ta sẽ bắt đầu với việc đó là làm như thế nào để chúng ta có thể tạo được một cái feature class bên trong một cái feature dataset. Đầu tiên thì mình sẽ tiếp tục add một cái in. Thì đây chính là cái in dùng để tạo ra một cái feature class nằm bên trong một cái feature dataset. Rồi, cái bước quen thuộc thôi. Thì cái này bạn tự làm nhé. Ok, xong thì cái file config này mình sẽ quay lại sau ha. Lát nữa chúng ta sẽ quay lại sau. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ qua đây để lấy cái reference lại, rồi sau đó chúng ta copy và chúng ta dán lại đây ha. Mình tận dụng lại thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Thì ở đây chúng ta sẽ có một hàm try catch như chúng ta làm ở trong cái phần in trước ha. Rồi, đầu tiên thì để tạo được một cái feature class bên trong một cái feature dataset á, thì đầu tiên chúng ta cũng sẽ cần phải có được cái workspace ha. Thì từ workspace đó chúng ta bắt đầu chúng ta khởi tạo dần ha. Thì trên cái cách làm sẽ là chúng ta sẽ cần, do chúng ta cần feature class bên trong feature dataset thì chúng ta sẽ tạo feature dataset trước ha. Rồi, cái này thì giống trước thôi, giống bài trước thôi, thì chúng ta có thể tận dụng lại. Ở đây thì mình lấy là cái feature dataset name, thì thông tin này mình đã cấu hình sẵn ha, là nằm bên trong cái file util của chúng ta đó. Rồi thì tiếp theo là cái bước mà chúng ta sẽ cần phải kiểm tra xem cái file database này nó có tồn tại hay không ha, thì cũng giống ở bước trước, ở cái end trước thôi, thì chúng ta có thể tận dụng lại đoạn code ở cái phần end trước. Rồi thì sau khi chúng ta kiểm tra là cái file database này có tồn tại rồi thì bây giờ mình sẽ tạo ra cái feature workspace. Thì cái việc mà open file này sẽ trả ra cho chúng ta là cái workspace ha. Thì chúng ta cần phải ép kiểu nó sang cái feature workspace, thì đoạn code này là rút ngắn của đoạn code. Nếu bạn coi là ở end trước thì đây là code rút ngắn ha, chúng ta sẽ không làm thêm một phần code nữa. Thì đúng ra là chúng ta phải ép kiểu từ iFeature workspace về từ iWorkspace về feature workspace, thì chúng ta làm ngắn cho một dòng thôi. Ok, thì bây giờ chúng ta lấy cái còn cái workspace 2, chúng ta sẽ dùng workspace 2 để chúng ta kiểm tra xem. Trước khi chúng ta tạo cái feature class này thì chúng ta sẽ phải tạo cái feature dataset. Thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem liệu rằng cái feature dataset mà chúng ta định tạo đấy, với cái tên mà chúng ta định tạo đó, thì nó đã có tồn tại hay chưa. Thì chúng ta phải cần phải bước kiểm tra bước này nữa. Rồi nếu nó có tồn tại thì chúng ta sẽ return thoát ra ngoài và không làm gì hết. Rồi trường hợp như là nó không có tồn tại, giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta tạo. Rồi, về cái đoạn code tạo cái feature class đó, thì chúng ta phần code chúng ta sẽ tận dụng lại ha. Tạo cái feature tận dụng được cái phần hệ tham chiếu không gian á cho quá trình mà chúng ta tạo cái feature
dataset. Thì có một cái chú ý là khi chúng ta tạo feature dataset thì chúng ta cần phải thiết lập cho nó cái hệ tham chiếu không gian ha. Rồi sau đó bên trong đó các feature last mà nằm bên trong feature dataset này thì chúng ta không cần phải tạo, không cần phải set up cái tham chiếu không gian nữa. Đấy. Có nghĩa rằng đó là một feature dataset ha đi được tạo ra thì nó phải có hệ tham chiếu không gian, nó sẽ chứa tất cả các feature last bên trong, thì khi đó cả các feature last đó nó có sẽ có cùng hệ tham chiếu không gian với lại cái feature dataset này. Cái việc này là để nó thực hiện các bài toán một số cái tính năng mà feature dataset cung cấp ha. Ví dụ như mình nói những tính năng chuyên sâu sau này nó như là những cái như là game chip network hay là dataset network, đó đó là những cái thông tin, những cái tính năng mà chỉ có feature dataset mới làm được. Khi đó nó sẽ yêu cầu những cái lớp bên trong đó nó có cùng hệ tọa độ, ví dụ nó là một trong ví dụ như vậy ha. Rồi ok, đối với feature dataset thì chúng ta sẽ dùng cái hàm create feature dataset như trên chúng ta tạo ra. Rồi bây giờ là quay trở lại câu chuyện đó là tiếp tục chúng ta cần phải muốn tạo feature class thì trước tiên chúng ta sẽ cần phải có các field ha. Thấy chúng ta cần có các field. Thì để mà tạo field thì chúng ta sẽ quay lại cái tham khảo ở bài trước ha. Ở bài trước thì chúng ta sẽ dùng là ifield edit ha, để chúng ta tạo. Ở đây thì mình sử dụng thêm một cái nữa là cái field count. Thì đối với bài trước đó, thì chúng ta không có sử dụng cái field count này, thì ở đây là chúng ta setup cái field count. Ở trong cái field count này á, là chúng ta sẽ setup là cái số trường vô đây, thì khi đó thì nó sẽ có sẵn tất cả đủ, làm sao để chúng ta đủ số lượng trường này. Khi mà chúng ta khai báo không đủ số lượng trường này á, thì nó sẽ bị báo lỗi cho chúng ta ha. Còn ở bài trước thì chúng ta không setup, ở gạch in trước thì chúng ta không setup cái số lượng field này ha. Thì khi mà chúng ta tạo các field á, thì chúng ta không setup trước. Còn bây giờ chúng ta setup trước là 4 field, thì khi đó một lát nữa chúng ta code mà chúng ta code thiếu, chúng ta tạo không đủ 4 field này thì code chạy nó sẽ bị báo lỗi ha. Đó. Thì đây là một trong những cách khác mà để chúng ta thiết lập ha. Ok, thì tại bước này thì chúng ta đã tạo cái hệ tọa độ ở trên rồi, thì giờ chúng ta sẽ sử dụng cái thông tin hệ tọa độ đó chúng ta gắn vào cho cái trường trường xếp ha. Trường xếp. Đấy, thì ở đây chúng ta chỉ cần định nghĩa về cái xếp thai là cái boy thôi ha, mà không cần phải gắn cái hệ tọa độ vô nha. Tức là bên trong cái game chưa đẹp á, hồi nãy mình mới nói đó. Rồi thì quay trở lại chỗ này ha. Chúng ta tạo ra cái feature dataset này ha. Thì ở đây là bạn chú ý là tất cả các feature class nằm bên trong hay bên ngoài feature dataset gì đó, miễn là bên trong một file database thì nó không được phép trùng lại cái tên. Nó lý do tại sao đây, bạn thấy là chúng ta sẽ phải thêm cái số 2 vô đây trong cái tên của nó ha. Rồi cuối cùng khi mà xong rồi thì chúng ta sẽ release tất cả những cái tham chiếu vô trong những cái single tình object ga, nhớ đúng không? Release thả thả nó ra, nhả nó ra. Ok ha. Thôi thì trong video này thì mình nghĩ rằng quên còn một việc nữa, đó là chúng ta sẽ thêm các in vào trong cái thanh toolbar chúng ta ha. Thì hở mà chúng ta tạo cái phần toolbar rồi, bài trước nó tạo thanh toolbar mà ta cho thêm cái in vào, thì bây giờ mình sẽ thêm cái in vào bên trong cái toolbar này. Rồi video này sẽ tạm dừng ở đây, hẹn gặp bạn ở video tiếp theo, bye bye.